hành trình văn lang ngày thứ nhất theo như sáng thế kỷ gia vê thiên chúa tạo dựng nên trời và đất trong vòng sáu ngày vào ngày thứ sáu ngài tạo nên con người vào một buổi chiều tối trên con đường đèo quanh co uốn khúc dẫn đến trung tâm cấm phòng presentation center nằm sâu trong rặng núi Santa Cruz của tiểu bang Cali. Người tuổi trẻ và chiếc xe số tay ị ạch leo núi cho hành trình tìm kiếm chân lý kéo dài 6 ngày. Bầu trời mùa đông tháng 1 xám đen màu chì. Trung tâm cấm phòng, địa danh xa lạ và đồi cao dốc núi khiến người xuất gia ngần ngại một bước chân. Biến lười đông đầy ngần, ngần ngại bởi con đường đồi núi trước mặt tiếp tục tung tóe mưa trời. Người xuất gia lo ngại nhìn về phía trước, lờ mờ trước mặt vài đốm sáng đỏ đèn xe chập chờn soi tỏ trên vân dốc đồi màn đêm tiếp tục phóng thẳng lão mình dơ vuốt phủ chụp ngọn đồi chàng nhìn lên không thấy một bóng người chàng nhìn lui màn đêm dày đặc người xuất gia thở dài chàng mơ ước mặt trời vung vãi bình minh chàng ước chi ánh sáng vàng bạc ngập tràn tung tóe như buổi sáng nay bước chân ra khỏi quán cà phê lòng bồi hồi sao xuyến bởi hương vị cà phê hay bởi tia nắng sớm sáng nay sau khi bước chân ra khỏi quán cà phê vùng thung lũng hoa vàng bước đi dưới những tia nắng bình minh chiếu xiên xiên Bỗng dưng người xuất gia thấy lại quán cà phê Củ Chi nằm lẻ loi trước cửa nông trường Phạm Văn Cội 2 xanh tươi màu xanh trúc non ngày nào. Chàng thấy lại những chú bò hiền lành chậm chạp nhịp nhàng nối đuôi, đi tới dưới nhịp roi rung của một đồng da đen cháy. Chàng thấy lại vùng đất hoang ố, mảnh bom rỉ sét vùng đất cỏ dại, gai góc xé rách da người, vùng đất điểm chấm hố bom rộng miệng, vùng đất bò cạp, hang động rắn rết. Chàng thấy lại cô hàng cà phê quấn khăn rằn ri, đang len lén nhìn. Chàng nhìn khung cửa, trời củ chi xanh lơ, mây trắng hạnh phúc. Chàng nhìn xuống đất đen, đất củ chi lỡm chởm, sỏi đá khô cằn. Người xuất gia cúi xuống vân vê cỏ xanh điểm chấm lưa thưa nền quán cà phê độc nhất nằm giữa trung tâm chợ làng điều hiu vắng vẻ chàng hít sâu vào buồn ngực đẩy ra nơi cửa miệng ngàn vạn tia sáng trong lành quê hương nắng bình minh loang loáng chui xuyên qua lỗ hổng mái nhà lợp tre cũ kỹ nắng bình minh động lại trên đầu chàng trên ly cà phê và trên đôi má rám nắng cô chủ quán tiếng xào xạc của bụi tre mọc um tùm trước cửa quán chen kẽ tiếng côn trùng nỉ non từ bụi cỏ gai góc không chen vào hồn người tuổi trẻ cảm giác vắng vẻ cô độc giữa ngôi chợ làng điều hiếu bởi nắng đẹp quê hương đang lung linh nhảy múa trên mảnh đất một thời hoang dài một thời hận thù một thời chết chóc cho người bản xứ và người ngoại quốc nhìn lên bầu trời trong xanh người xuất gia lang man nghĩ ngợi về bình minh quay về cuồng nhảy múa đống đa năm 1789 bình minh mùng năm Tết kỷ dậu thúc giục kinh thành Thăng Long vương vai đứng dậy, bước vào vận hội mới. Người xuất gia thả hồn trôi xa về bình minh Việt Nam. Khi bình minh Việt Nam tới, người người từ ải Nam Quang cho tới mũi Cà Mau đều tỉnh giấc. Người người vỗ tráng đấm ngực ăn năn. Người người nhận ra chân lý Việt Nam từ lâu lắm rồi đã bị màn nhện bám che phủ mờ chào bác năm bác năm khỏe không hê hey! ông đạo mừng chi mà mò ra đây sớm rứa vừa đáp lại lời thăm hỏi của người quen người xuất gia vừa tiến ra cửa quán cà phê Nắng quê hương trang hòa mời gọi bầu nhiệt huyết tuổi 20. Nắng quê hương nhắc nhớ về bình minh Việt Nam thời bố lộc Tục kinh dương vương truyền ngôi lại cho con. Sùng lãm lạc long quân. Sùng lãm lạc long quân của tóc đen nhánh, mắt nâu đậm, lạc long quân của thời tự hào làm người Việt gốc văn lang. Cuối cùng, trung tâm cấm phòng lờ mờ xuất hiện dưới bóng đèn đêm. Người xuất gia lái, xe đậu vào bãi. Vàng đục không bóng người. Liếc nhìn tấm bảng nhỏ để chữ welcome. Mập mờ sáng tỏ. Người xuất gia bước vào căn phòng thăm hỏi thủ tục ghi danh người đàn bà mái tóc hung hung đỏ tàn nhang điểm mặt đang lui cuối lau chùi những bộ bàn ghế trắng toát ngước đầu nhìn lên ánh mắt người đàn bà xa lạ giọng người phụ nữ hững hờ sáu giờ mới ăn tối người xuất gia lắc đầu không tôi chỉ hỏi thăm thủ tục ghi danh đi vào trong khoảng nửa dặm. Chỗ này, phòng ăn. Người xuất gia lái xe vào sâu hơn. Thấm thoát. Xa xa trong làng xương trắng mờ ảo. Người xuất gia nhận ra những bóng dáng xuất gia đồng môn thân quen. Chàng vui mừng hân hoan bởi vừa vượt qua được đoạn đường chông gai. Nhìn lên bầu trời mênh mông, Chàng nghĩ đến những người còn đang lạc loài tiến lên đoạn đường vừa bỏ lại sau lưng. Một buổi chiều và một buổi sáng, ngày thứ nhất, sáng thế ký, chương 1 đến chương 2, câu 4a.